Hello, hôm nay Honey sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái bộ mì thiết kế thực chất nha. Đây là cái bộ đồ nghề mà mình sẽ sử dụng nha. Đầu tiên sẽ là nhíp nối mì. Thì nhíp này mình sẽ sử dụng rất là nhiều fan nên là mình sẽ sử dụng hai cây này nó so le với nhau. Tiếp theo sẽ là cái dòng nhíp tách và là gương soi mì. Ở cái bộ mì mà thiết kế này thì mình sẽ sử dụng keo không màu, tại vì cái dòng keo này nó sẽ giúp cho cái chân mì trở nên đẹp hơn. Và mình sẽ sử dụng cái màu xanh này nha mọi người. Đây, cái chân của nó sẽ là màu xanh hơi trắng, và cái ngọn của nó sẽ là xanh đậm. Thì nó sẽ có rất là nhiều màu ở đây. Thì ở video khác mình sẽ ấy cho cái này, ví dụ như là chân màu xanh mà ngọn màu cam nè. Cái này là ngọn màu cam, mà ngọn chân màu cam, ngọn màu tím nè. Bộ xếp tăng kích dính, quạt và cái sell pad cũng như là cái nút ha. Thì đây là một cái set đồ nghề hoàn chỉnh để cho mọi người có thể làm khách cái bộ mì thiết kế này. Nói chung thì làm gì làm, trước tiên mình ấy mình phải vẽ cái sơ đồ cái đã nha các anh chị. Đây là cái sơ đồ mà Honey đang vẽ nha, mọi người mình coi ở video mình sẽ thấy nè. Theo cái kinh nghiệm làm việc của Honey thì tất cả những cái bộ máy thiết kế mình đều chú trọng tới cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật mega volume. Tại vì cái kỹ thuật này nó mới nổi bật lên cái kỹ thuật mi màu, những cái bộ mi màu hoặc là mi thiết kế hoặc là những cái màu lợt thôi. Chứ nếu như mà các anh chị làm những cái màu nó lợt quá hoặc là nó mờ nhạt quá thì cái bộ mi của các anh chị nó sẽ không có điểm nhấn đâu. Và thường thì những cái trường phái mi màu như vậy người ta thường là để chụp hình nhiều hơn. Đây là trong một cái quãng đời mà làm nghề mi, các anh chị thật sự là không thể thiếu những cái bộ mi màu lồng lộn như thế này. Và khi mà các anh chị mình post lên hoặc là chúng ta đăng tải lên những cái phương tiện truyền thông của các anh chị thì khách hàng hoặc là những cái người thợ cùng nghề á, họ sẽ biết đến cái tay nghề của các anh chị và họ sẽ rất là ghi nhớ cái tay nghề của các anh chị. Nên là một người thợ nối mi phải thử thôi. Đúng ra mà nói thì làm mi màu, nếu như mà các anh chị mình không có biết sáng tạo á, thì bộ mi màu của anh chị rất là cực để ra được một cái màu đẹp. Tuy nhiên thì thời nay cái gì nó cũng có sẵn hết, đến nỗi mà lông mi tải màu nó cũng có sẵn nữa. Nên là các anh chị chỉ cần mình sắm cái lông mi này về và chúng ta làm thôi. Những cái lông mi màu này tìm nó rất là khó và rất là hiếm á, nên là mình chỉ có một cái số lượng ít, nên là các anh chị nên sắm khoảng chừng 2-3 hộp để chúng ta có thể làm, và một hộp các anh chị làm rất là nhiều đó, mình nên thử. Và bên cạnh đó thì một cái người thợ nối mi mà người ta chơi mi màu á, cũng là cho đỡ chán nữa các anh chị. Dù như các anh chị làm khách hoài thì các anh chị sẽ cảm thấy nó sẽ hơi chán tí xíu về cái màu đen. Nhưng mà khi các anh chị thử một cái màu mới á, thì nó sẽ mang một cái luồng gió mới cho các anh chị. Và nối mi màu cũng là một cái dịp để thử thách bản thân. Ở đây thì mình sử dụng keo không màu để mà mình đảm bảo cái chân keo của nó đẹp từ đầu tới chân luôn. Bản thân mình khi mà mình làm nghề mi này là mình có tới 3 vai trò. Một là cái vai trò để đào tạo học viên, hai là vai trò làm dịch vụ khách hàng, và ba là cái vai trò gọi là cung cấp cái sản phẩm để cho các anh chị làm nghề mình làm. Thì cái việc nào mình cũng trải qua và mình trải qua sâu đậm hết. Sẽ có rất là nhiều người, người ta dạy nghề nhưng mà người ta không bao giờ làm nghề. Cũng có rất là nhiều người, người ta làm nghề, người ta không bao giờ dạy nghề. Cũng có rất nhiều người, người ta chỉ cung cấp cái dụng cụ chứ người ta không làm nghề, cũng không dạy nghề. Thì cái sự thiếu sót của họ trong những cái kinh nghiệm về làm nghề, dạy nghề hoặc là dụng cụ á, sẽ rất là nhiều, và đó là một cái khuyết điểm của họ.
Nên là khi nắm bắt được cái nhu cầu đó, mình đã gọi là sáng tạo ra rất là nhiều kiểu mi. Mà kể cả các anh chị mình muốn sáng tạo mình vẫn có thể làm được. Kể cả các anh chị mà mình muốn làm cho khách mình vẫn có thể làm được. Và khi mà các anh chị linh động đa chiều như vậy, các anh chị sẽ hướng tới một cái đối tượng giống như Honey hiện tại chẳng hạn. Và các anh chị sẽ thành công hơn trong nghề rất là nhiều. Nếu mà nói về cái khái niệm thành công trong nghề thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái khái niệm để định nghĩa nó. Thậm chí là các anh chị làm ra nhiều tác phẩm đẹp, các anh chị cũng gọi là thành công. Các anh chị có nhiều học viên, các anh chị cũng gọi là thành công. Các anh chị được nhiều lời khen từ khách hàng, các anh chị cũng gọi là thành công luôn. Và khi mà các anh chị đã định nghĩa được hai từ thành công rồi thì các anh chị phải cố gắng phát triển nó hơn nữa. Nếu như mà các anh chị nào mình chưa gọi là thành công trong nghề dù nhỏ thì các anh chị cũng phải cố gắng lên. Tại vì đó là cái động lực để cho các anh chị có thể tiếp tục làm nghề. Còn nếu như mà chúng ta không có cái động lực để các anh chị làm nghề á, thì các anh chị rất khó để cố gắng và chúng ta rất khó để phát triển trong một cái nghề nào đó nha các anh chị. Thậm chí khi mà chúng ta làm nghề vì con, vì cái, vì mưu sinh cuộc sống, đó cũng gọi là một cái động lực nữa. Và khi mà các anh chị làm được nghề, các anh chị có sự phát triển thì các anh chị sẽ rất là có động lực. Hãy cố gắng lên nhiều lên nha các anh chị. Vì ai ban đầu trong nghề cũng rất là khó khăn giống như các anh chị, chứ không phải là đậu xuôi đuôi lọt. Nên là chúng ta hãy cố gắng mỗi ngày một chút để mà mình sẽ đạt được cái trái ngọt nha các anh chị. Và trong cái video này, điều cuối cùng mà mình muốn nhắn gửi tới cho các anh chị đó là trong một cái nghề nào đó không có con đường tắt, chỉ có con đường luyện tập thường xuyên thì sẽ giúp các anh chị phát triển hơn rất là nhiều. Nên là các anh chị hãy cố gắng lên nha. Vậy là mình đã xong một cái tác phẩm chớp nhoáng của mình. Nói chung là cái bộ mi này chưa được đầu tư lắm, tại vì cũng đang rất là gấp. Nhưng mà ra một cái màu thì nó cũng khá là ok. Các anh chị mình thấy cái màu nó cũng khá là ok ha. Và cái màu như thế này, nếu như mà các anh chị muốn tự làm bằng những cái màu rời á, thì nó sẽ là một cái thử thách cho các anh chị đó. Đây là một nhìn từ một góc khác và Honey chúc các anh chị thành công nha.